Chào mừng các bạn đến với DTS Esports TV để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Những thú vị về thực thể thăng hoa trong liên minh. Thực thể thăng hoa hay còn gọi là Ascender, họ là những sinh vật thông minh với sức mạnh đặc biệt cùng với sự bất tử, có nguồn gốc từ nghi thức thăng hoa dành riêng cho việc bảo vệ Surima, một đế chế cổ đại sụp đổ hơn 1.000 năm trước. Hiện tại chưa biết chính xác số lượng các Ascender đã từng tồn tại. Là một trong những thực thể hùng mạnh nhất Runeterra, các phiên bản khác của Ascender gồm Angen, Barksai và Darkin. Darkin được nói đến rất rõ trong video tất tần tật về Darkin. Barksai là chỉ những người sống sót sau nghi thức thăng hoa thất bại, người đã bị bóp nghẹt và trở nên biến dị. Một trong những ví dụ cực đoan nhất của Barksai là Seras, người mất hoàn toàn hình dạng vật lý của mình, có lẽ là những gì hắn muốn. Còn Angen chỉ được nêu ra, chứ chưa có một nhân chứng cụ thể. Tuy nhiên, đó có thể là những thực thể thượng đẳng như Aegir và nữ hoàng chiến binh Setaka. Nguồn gốc cái tên Thái Dương tộc Sunborn là chỉ tộc người với sức mạnh của mặt trời, tương đương với Iceborn, tộc băng vệ. Các thực thể thăng hoa còn giữ được bản chất: 1. Nasus, 2. Aegir, 3. Renekton, 4. Seras. Các vị tướng liên quan Achok, Ras và Rus từng là một Ascender trước khi bị phong ấn trong vũ khí của mình. Morgana, Kaylee và Rammus cũng có thể là một Ascender. Zac chiến đấu chống lại Nasus và Renekton trong trận Ikathia. Sivir, hậu nhân của Aegir, và Talia được Nasus hỗ trợ để thoát khỏi Vecura. Zoe đã giúp đảo ngược thực thể Darkin trở lại hình dạng người, sử dụng trái tim của họ để phong ấn Darkin, sức mạnh của Celestial. Pantheon chiến đấu chống lại Darkin. Lịch sử. Trong thời cổ đại, nghi lễ của Ascension là một nghi thức thường được quyết định bởi các linh mục mặt trời, những giáo sĩ thân cận bên cạnh thần mặt trời mạnh mẽ, sử dụng đĩa mặt trời, biến đổi các công dân cao quý nhất đã vô ngã phục vụ cho đế chế của họ và được gọi là các Ascender Host. Nasus và Renekton là hai người cuối cùng thực hiện nghi thức thăng hoa trong thời kỳ đó, được Nasus mô tả là cổ xưa, nó tắm rửa anh em họ bằng năng lượng phức tạp của nó. Họ đã thay thế vị trí của họ bằng những sinh vật quý hiếm khác của Surima và trở thành người bảo vệ. Nhưng theo thời gian, nghi lễ kém thành công hơn, khi có quá nhiều người dân được cung cấp Ascension không sống sót trong buổi lễ hoặc là bị biến dạng. Vào thời điểm hàng ngàn năm sau, Aegir đã may mắn được thăng hoa như là một điều kỳ diệu trên đống tàn tích của đĩa mặt trời. Nghi thức đó đã không được thực hiện sau nhiều thế kỷ. Khoảng 1.000 năm trước, một vị hoàng đế vị thành niên tên là Aegir đã cai trị Surima, một người cai trị nhân từ, có ý nghĩ tốt nếu quá tự tin. Aegir tin rằng cả thế giới sẽ được hưởng lợi từ văn hóa và lối sống của Surima. Seras tham khảo ý kiến của Aegir và trình cho anh ta viễn cảnh của các Ascension với sức mạnh của đĩa mặt trời. Seras nói rằng quốc gia vĩ đại của họ sẽ phát triển hơn để gây ảnh hưởng đến thế giới, một viễn cảnh đầy tham vọng của hoàng đế trẻ nắm giữ. Bất chấp cảnh báo của xưa chống lại các Ascension, nghi lễ đã được tiến hành ngay sau đó. Trên đỉnh của nền tảng nghi thức, Aegir đang chờ đợi đĩa mặt trời thu thập ánh sáng mặt trời vào buổi sáng và bắt đầu tập trung vào anh ta. Sức hấp dẫn của sức mạnh nhanh chóng bị kích động. Sự bất đồng trong hàng ngũ của Aegir, Seras đã phá vỡ nghi lễ ở giai đoạn quan trọng, đẩy hoàng đế của mình sang một bên và nắm lấy quyền lực của các Ascension cho chính mình. Kết quả là bất tử hoặc tự hủy diệt. Các pháp thuật đã ngay lập tức tàn phá Surima. Seras tái hiện thành một quan sai, một năng lượng nguyên sơ, không có thịt và xương, nắm giữ quyền lực gần như là vô hạn trong mệnh lệnh của mình. Sau những hành động của mình, Nasus và Renekton cảm thấy có điều gì đó đã đi sai, đổ xô đến chỗ đĩa mặt trời và đối đầu với Seras. Lo sợ sự tồn tại của hắn sẽ mang đến sự hủy diệt cho Surima, một cuộc đấu tranh khủng khiếp đã xảy ra sau đó. Mặc dù không thể tiêu diệt được Seras, họ xoay sở để thu hút Seras trong một cái bẫy đầy mê hoặc. Nó không phải là giải pháp lâu dài, vì sức mạnh to lớn của Seras đã xé tan giới hạn của mình, nên Renekton đã mang Seras vào lăng mộ hoàng đế và bảo Nasus đóng dấu cửa sau lưng. Nasus miễn cưỡng tuân theo và chôn em trai của mình với Seras. Với sự sụp đổ của Surima, nơi ở của các Ascender vẫn chưa được biết đến trong nhiều thế kỷ. Người duy nhất được biết là đã hoạt động trong suốt thời gian này là Nasus, người đã trải qua nhiều năm lang thang, cất thải, hy vọng tìm được cách để cứu sống Renekton khỏi bị giam giữ. Trong khi đang tìm kiếm một thứ để đối phó với Seras, Seras đã dành thời gian đó để hành hạ Renekton, hy vọng
sẽ biến anh ta thành thứ gì đó có thể sử dụng được. Tâm trí của một chiến binh bị đầu độc bởi Seras và bị điên loạn, nghĩ rằng Nasus bỏ mặc hắn và không cố gắng giải cứu hắn. Trong thời gian lịch sử của Surima sẽ trở thành huyền thoại, nhưng một số đã đủ táo bạo để khám phá ra những bí ẩn của một đế chế sa ngã cho chính mình. Khi người quý tộc Nasus Cassiopeia Ducati bắt đầu tìm kiếm ngôi mộ của hoàng đế, cô thuê Sivi trở thành người hướng dẫn của mình, biết rõ là thanh tập tự kiếm là chìa khóa để mở năng mộ. Khi đến nơi, Cassiopeia đã đánh ngã Sivi xuống, giật lấy vũ khí và mở lăng mộ đầu tiên trong nhiều thế kỷ. Trong khi Cassiopeia bị tấn công bởi con rắn đá canh cửa ngôi mộ vì sự xâm nhập của cô, Seras và Renekton đã có thể rời đi và đặt mục tiêu riêng của họ. Sivir ngã xuống, máu của cô làm phát ra một ma thuật cổ xưa trong thành phố, hồi sinh Aegir. Suy nghĩ đầu tiên của ông được rút ra cho Sivir, và ông ngay lập tức nhớ ra cô bé có thể sống như thế nào. Đón cô lên trong vòng tay của mình, mang cô đến những gì còn sót lại của đống đổ nát và cầu nguyện không quá muộn để sức mạnh chữa trị của hồ nước cứu sống cô. Vết thương của Sivir đã được chữa lành, và hành động này đã cho Aegir Ascension của anh ta. Với sức mạnh mới phát hiện của mình, ông ta đã đưa Surima trỗi dậy từ đống đổ nát, với đĩa mặt trời nổi lên trên thành phố một lần nữa. Một kỷ nguyên mới đã được phát hiện ra trên Surima. Aegir bay lên với Sivir làm nhân chứng, tốc độ và mối quan hệ mạnh mẽ để làm chủ các hình thức ma thuật. Alexander gần như miễn dịch với cơn đau và tuổi thọ của chúng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, chúng không phải là bất tử. Những sinh mệnh siêu việt này có thể chảy máu, tàn tật hoặc thậm chí là bị giết bởi vũ khí phù hợp. Hầu hết các phiên bản giống con người của động vật và thậm chí là đạt được thuộc tính độc đáo của các sinh vật như vậy. Tuy nhiên, một cá nhân lên đến Ascension được định hình sau những lý tưởng nổi bật nhất mà họ cố gắng thể hiện. Cụ thể, Nasus, người nghiên cứu chu kỳ sống và cái chết, có khả năng làm lão hóa một thực thể cùng với thu thập linh hồn của họ. Renekton là một giám hộ và là người gác cổng, đã nhận được phần lớn quyền lực về vật lý nhưng cũng có thể sử dụng một số ma thuật. Cơn thịnh nộ là việc ông đã xây dựng lên trong một thiên niên kỷ bị tù và tra tấn bởi Seras đã khiến anh ta mạnh mẽ và sát nhân hơn. Aegir, một hoàng đế của Surima, có thể triệu tập và chỉ huy các binh lính cổ xưa cũng như là kiểm soát đĩa mặt trời, một hiện vật cổ xưa. Seras với ham mê sức mạnh về phép thuật nên thực thể của hắn không còn là một con người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like, subscribe để ủng hộ channel và nhận được những video mới nhất.